Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Lần đầu tiên xuất khẩu sang Nhật Bản gần 100 tấn bột nghệ tại xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên. Huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình tái diễn tình trạng đốt rơm rạ. Hải Dương tăng cường phòng chống khai thác cát trái phép. Thưa quý vị và các bạn, mới đây tại công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Châu đã xuất khẩu lô 100 tấn bột nghệ đầu tiên của xã Chí Tân, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên sang thị trường Nhật Bản. Đây sẽ mở ra thị trường tiêu thụ sản lượng lớn cho người nông dân. Từ đầu mùa thu hoạch đến nay, giá nghệ tươi từ 4.000 đến 5.000 đồng một kg. Hiện nghệ khô còn vỏ được xuất với giá 40.000 đồng một kg. Nghệ xuất khẩu hiện có hai dạng là nghệ sơ chế và tinh bột nghệ. Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Canada, Anh là các quốc gia đã và đang nhập khẩu nghệ Việt Nam. Công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Minh Châu Hưng Yên là nhà sản xuất bột nghệ lớn ở Việt Nam với 600 ha vùng nguyên liệu nghệ, cung cấp sản phẩm bột nghệ chất lượng cao. Vụ thu hoạch năm, xuất khẩu nghệ thô thuận lợi, cả nông dân và doanh nghiệp đều hưởng lợi. Công ty chuyên chiết xuất tinh bột nghệ từ nguyên liệu nghệ tươi cao cấp được trồng và quản lý nghiêm ngặt theo quy trình Việt Gáp, bên cạnh việc bảo đảm hàm lượng các hoạt chất quý như nano, curcumin trong sản phẩm. Các yếu tố kim loại nặng và kháng độc đều được loại bỏ và kiểm soát với tỷ lệ cho phép theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Với vùng nguyên liệu tại xã Chí Tân và liên kết các nơi lên tới 600 ha, công ty đã cùng bà con nông dân tạo ra những sản phẩm sạch. Đây chính là nguồn cung cấp nguyên liệu chất lượng cao cho nhà máy ổn định và bền vững. Đối tác Nhật Bản sau khi đến tận nơi khảo sát kiểm tra quy trình sản xuất đã chấp thuận nhập loại bột nghệ của công ty với số lượng lớn, ban đầu là gần 100 tấn. Trong thời gian qua, một số hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình mạnh dạn tìm hiểu và tham gia được vào thị trường xuất khẩu các sản phẩm nông nghiệp, đã phản ánh sự nhạy bén và không ngừng lớn mạnh trong xu thế hội nhập, góp phần nâng cao giá trị, hiệu quả kinh tế trên diện tích canh tác. Trong thời gian này, các xã viên của hợp tác xã Phong Hòa, xã Ninh Mỹ, huyện Hoa Lư đang khẩn trương tiến hành làm cỏ và chăm sóc cho lứa rau ngải cứu mới để đảm bảo về thời gian và sản lượng cho xuất khẩu theo hợp đồng đã ký kết. Vào cuối tháng 3 vừa qua, lần đầu tiên với diện tích khoảng 2 ha, hợp tác xã đã xuất khẩu thành công khoảng 7 tấn rau ngải cứu sang thị trường Hàn Quốc. Tham gia thị trường xuất khẩu, nâng cao giá trị, thương hiệu, đảm bảo đầu ra ổn định cho sản phẩm, giải quyết việc làm và thu nhập cho nhiều lao động nông thôn lúc nông nhàn. Trong thời gian qua, ngày càng có nhiều cây trồng được các hợp tác xã, người nông dân chú trọng đáp ứng tốt các yêu cầu về quá trình sản xuất, chất lượng sản phẩm. Điều này, bên cạnh nâng cao giá trị kinh tế, còn tạo điều kiện cho bà con thay đổi tư duy và tập quán sản xuất nhỏ lẻ, mở rộng sản xuất các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thị trường trong nước và phục vụ xuất khẩu. Vụ xuân năm nay, Viện Cây Lương Thực và Cây Thực Phẩm chuyển giao kỹ thuật trồng dưa lưới, dưa kim cô lương và dưa kim hoàng hậu cho bà con nông dân tại các huyện Sa Lộc, Tứ Kỳ, Kim Thành, tỉnh Hải Dương với tổng diện tích gần 100 ha. Với đặc thù mỗi cây dưa chỉ giữ lại một quả, mẫu mã quả tròn đều, bóng sáng và dưa giòn, ngọt thanh, thơm mát. Toàn bộ diện tích dưa lưới, dưa kim cô nương và dưa kim hoàng hậu trồng trong nhà màng nhà lưới đều được các siêu thị thu mua với giá mỗi kg 40.000 đồng. Một sào năng suất trung bình đạt từ 1,3 đến 1,5 tấn, cho thu nhập từ 50 đến 60 triệu đồng, cao gấp 2 lần so với dưa trồng ở ngoài đồng ruộng. Năm 2002, ông Nghĩa ở thôn Bắc Châu, xã Đông Kết, huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên đã bắt đầu nuôi bò sữa với số lượng là 4 con. Nhận thấy giá trị cao đem lại, ông tiếp tục đầu tư trang thiết bị và mở rộng chuồng với số tiền gần 1 tỷ đồng. Đến nay đã đem lại hiệu quả giúp gia đình ông thu nhập từ 300 đến 350 triệu đồng một năm. Ông Nghĩa hiện nuôi 8 con bò đang cho ra sữa, nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương như cỏ và chuối. Trung bình một ngày, ông vắt được khoảng trên 60kg sữa với giá bán cho thương lái khoảng 14.000 đồng một kg. Theo ông cho biết, nuôi bò sữa vào mùa hè rất dễ phát sinh các loại dịch bệnh, vì vậy người nuôi cần chăm sóc tốt, đảm bảo chuồng nuôi luôn thông thoáng và phải tắm mát cho bò từ 2 đến 3 lần một ngày, cung cấp đủ thức ăn cho bò. Bình quân một tháng, gia đình ông thu lãi từ 18 đến 20 triệu đồng. Dễ nuôi, ít dịch bệnh, chi phí thức ăn thấp lại mang lại hiệu quả kinh tế cao. Đây là những ưu điểm của nhiều hộ gia đình gắn bó với nghề nuôi hươu lấy nhung tại xã Quốc Phương, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Nhung hươu là loại dược liệu quý, được thị trường ưa chuộng nên giá bán cao.
Nguồn vốn đầu tư ban đầu cho việc chăn nuôi hươu có thể lớn hơn các loại vật nuôi khác do chi phí con giống đắt, từ 5 đến 8 triệu đồng một con giống. Tuy nhiên, về lâu dài sẽ mang lại thu nhập cao hơn bởi chi phí chăn nuôi thấp, có thể tận dụng các cây cỏ trong tự nhiên. Nếu chăm sóc tốt, chỉ sau 1 năm là có lãi. Để phát triển lâu dài, hiện nay Quốc Phương đã thành lập tổ hợp tác chăn nuôi hươu để tạo thuận lợi cho bà con trong đầu ra, cũng như việc được tiếp cận với các lớp tập huấn về kỹ thuật chăm sóc. Từ các mô hình nuôi hươu này thì cuộc sống của chị em đã được phát triển hơn và kinh tế của mỗi hộ gia đình cũng phát triển. Bởi vì thu nhập của con hươu mỗi năm thì nó so với các con vật khác thì cũng ổn định. Và sắp tới thì chúng tôi sẽ dần dần là sẽ mở rộng được cái mô hình. Để hầu hết là các chị em sẽ chuyển đổi từ cái việc mà trồng cây rồi con kém hiệu quả sang cái việc là trồng rồi chăm rồi nuôi các con đặc sản và phù hợp với thế mạnh của địa phương. Hiện nay, mỗi lạng nhung có giá từ 1,8 đến 2 triệu đồng. Mỗi năm một con hươu trưởng thành cho thu từ 5 đến 7 lạng. Nếu chăm sóc tốt, có con được gần 1 kg nhung. Do đó, nuôi hươu không chỉ mở ra hướng thoát nghèo cho người dân mà còn trở thành hướng làm giàu mới. Nhiều hộ nuôi hươu từ chỗ chăn nuôi nhỏ lẻ đã phát triển thành những mô hình gia trại, trang trại quy mô lớn, góp phần tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ nghèo ở địa phương. Mới đây, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương phát động tháng hành động vì trẻ em và hoạt động hè năm 2019. Thời gian qua, huyện Cẩm Giàng tăng cường thực hiện chính sách và khai thác các nguồn lực đẩy mạnh thực hiện hoạt động quan tâm, chăm lo và thực hiện các quyền trẻ em. Hơn 90% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được quan tâm, chăm sóc. Tuy nhiên, số trẻ em sống trong gia đình nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vẫn chiếm tỷ lệ đáng kể. Bên cạnh đó, vẫn xảy ra một số trường hợp trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước. Lễ phát động tháng hành động vì trẻ em với chủ đề chung tay vì trẻ em nghèo, trẻ em dân tộc thiểu số là dịp để Cẩm Giàng tiếp tục có nhiều chương trình, việc làm thiết thực để bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đảm bảo cho trẻ em có cuộc sống an toàn, ngăn chặn tình trạng xâm hại, bạo lực trẻ em và giúp đỡ những trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt. Hè về khi trẻ nhỏ tạm rời xa sách vở trường lớp cũng là lúc người lớn nháo nhác tìm điểm vui chơi bổ ích cho trẻ. Nỗi lo ấy cứ đến hẹn lại lên do việc thiếu không gian vui chơi giải trí vào dịp hè cho lứa tuổi thiếu niên nhi đồng chưa được giải quyết triệt để, ghi nhận tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Mỗi dịp hè đến, bà Vân ở thôn Liêu Trung, xã Liêu Xá lại đau đầu trước bài toán cho các cháu chơi gì và chơi ở đâu. Bố mẹ các cháu làm công nhân nên việc trông nom hai cháu nội gần như bà phải cáng đáng. Ở địa phương, tuy có nhà văn hóa nhưng thiếu trang thiết bị và người dẫn dắt tổ chức các hoạt động vui chơi bổ ích hấp dẫn. Đặc biệt, các sân chơi dành riêng cho trẻ lại càng thiếu. Chính vì thế, dù không muốn, gia đình bà vẫn phải đăng ký khóa tu mùa hè cho hai cháu. Ở địa phương của xã Liêu Xá này là khu dân chơi của trẻ là không có, mà các cháu nghỉ hè là toàn ở nhà để xem tivi. Chúng tôi thì cũng mong chính quyền và các cấp là cho cái sân vui chơi cho các trẻ về mùa hè để cho các cháu được thoải mái tư tưởng. Tương tự, gia đình ông Tuần ở xã Thanh Long cũng đang lo tìm phương án nghỉ hè phù hợp an toàn cho các cháu. Ông Tuần cho biết, nghỉ hè, các cháu của ông chủ yếu ở nhà xem tivi, xem điện thoại vì sân chơi không có, trong khi các chi phí dành cho các gói trại hè tập trung lại khá cao. Những lo lắng của bà Vân, ông Tuần đã phần nào phản ánh thực trạng thiếu sân chơi dành cho trẻ em dịp hè ở huyện Yên Mỹ trong những năm qua. Theo thống kê, toàn huyện Yên Mỹ có trên 11.200 trẻ em ở lứa tuổi dưới 16 tuổi cần có không gian, địa điểm để học tập vui chơi phù hợp. Toàn huyện có 68 trên 100 thôn được quy hoạch xây dựng điểm vui chơi tập trung cho trẻ em. Tuy nhiên, các điểm vui chơi này chỉ dừng lại ở việc quy hoạch trên giấy tờ, còn lại đa số đều là bãi đất hoang. Nguyên nhân của sự chậm trễ này là do các địa phương chưa có quy hoạch đúng đắn tổng thể đối với các điểm vui chơi cho trẻ em. Bên cạnh đó, thiếu vốn, thiếu đầu tư đồng bộ cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên. Quy hoạch bãi bóng này nói thẳng thắn cách đây nó tương ứng và rơi vào 5 năm nay rồi. Để quy hoạch bãi bóng, tức là tất cả các thôn đều có quy hoạch bãi bóng để làm bãi bóng cho trẻ ra đây chơi và đá bóng, đá bánh vì cái cơ bản là không có kinh phí để làm. Nên vấn đề còn bỏ hoang đấy. Hiện nay chúng tôi là có 3 thôn đã xây dựng được nhà văn hóa và sân thể thao cho các cháu để vui chơi. Còn 2 thôn hiện nay là đã quy hoạch được quỹ đất nhưng mà chưa có điều kiện để xây dựng cái điểm vui chơi cho các cháu.
Lý do là cái nguồn kinh phí của ủy ban hiện nay là còn gặp rất là nhiều khó khăn. Ủy ban nhân xã cũng đã thành lập ban chỉ đạo cũng về các chương trình xây dựng nông thôn mới, cũng đã quy hoạch một số các điểm vui chơi cho các cháu. Qua cái vấn đề về quy hoạch thì có những khó khăn, thì đặc biệt là cái vấn đề về cái nguồn vốn thì xã không có. Thiếu sân chơi không chỉ hạn chế khả năng vận động để giúp trẻ phát triển toàn diện mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông, đuối nước khi trẻ vô tư biến ao hồ, đường phố làm nơi vui chơi và trẻ dễ tiếp cận các trò chơi điện tử vô bổ độc hại. Vì vậy, tạo sân chơi bổ ích cho trẻ là đòi hỏi cấp thiết đặt ra với toàn xã hội. Thực tế những năm qua cho thấy, nơi nào thực sự quan tâm tới nhu cầu chính đáng của trẻ, nơi đó trẻ em được hưởng lợi. Chính vì vậy, về lâu dài, việc quy hoạch mạng lưới sân chơi cho trẻ em cần được tính đến, góp phần tạo ra môi trường lành mạnh, hữu ích cho trẻ em vui chơi, phát triển. Theo báo cáo của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, mỗi năm tại Việt Nam có trên 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Vậy làm thế nào để hạn chế thấp nhất những tai nạn do đuối nước? Mời quý vị và các bạn cùng đến với mô hình dạy bơi chống đuối nước đã và đang được huyện Kiến Sương, tỉnh Thái Bình triển khai trong các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn. Mới đầu hè, nhưng tại một số bể bơi của huyện Kiến Sương đã có rất đông học sinh đến học bơi. Lớp học này có trên 30 em, với sự quản lý của hai huấn luyện viên, các em được trang bị các kỹ năng bơi và phòng tránh đuối nước. Tập bơi rất là có ích rất là nhiều, đặc biệt là với những bạn tầm tuổi con có thể chống đuối nước. Bước vào kỳ nghỉ hè này, huyện Kiến Sương đã triển khai thí điểm việc dạy bơi tại các trường trung học cơ sở và tiểu học với khoảng 3.000 học sinh tham gia học bơi. Huyện Kiến Sương phấn đấu đến năm 2021, 100% học sinh tiểu học, trung học cơ sở của huyện được phổ cập bơi, tiến tới 100% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở của huyện biết bơi. Trên tinh thần đó, chúng tôi đã liên lạc với các đồng chí hiệu trưởng, bàn bạc tuyên truyền rộng rãi cho phụ huynh học sinh có nhận thức sâu sắc và tự nguyện đăng ký để học bơi trong năm nay. Chúng tôi đã chỉ đạo các bên chuyên môn về kích thước, chất lượng bể bơi, nước cũng như là giáo viên giảng dạy. Trong quá trình chúng tôi chú ý nhiều tới kỹ năng cứu đuối nước, tự cứu mình và cứu bạn. Thông qua các lớp học bơi, các em được trang bị kiến thức, lý thuyết bơi cơ bản và về các kỹ thuật bơi. Bên cạnh đó, được học và tập luyện những kỹ năng phòng tránh tai nạn đuối nước, các phương pháp cứu đuối, sơ cấp cứu người bị nạn, kiến thức an toàn dưới nước. Thực hiện công văn số 1295 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về tăng cường công tác đảm bảo an ninh an toàn trường học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nam Định đã chỉ đạo các nhà trường tích cực giáo dục đạo đức và văn hóa học đường cho học sinh. Để chủ động phòng chống bạo lực học đường, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản chỉ đạo các nhà trường tăng cường phối hợp với công an địa phương và các tổ chức xã hội, tổ chức các diễn đàn nói chuyện chuyên đề, các buổi ngoại khóa nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của giáo viên, học sinh trong việc nói không với hành vi bạo lực. Đồng thời phát huy vai trò của cán bộ giáo viên, phụ huynh học sinh trong việc ngăn chặn, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và hành vi bạo lực đối với bản thân, người xung quanh. Tăng cường kiến thức, kỹ năng phát hiện sớm các dấu hiệu bạo lực học đường, các biểu hiện ảnh hưởng đến an ninh, an toàn trong trường học, khả năng xử lý, ứng biến và chủ động phòng chống các hành vi bạo lực học đường. Các cơ sở giáo dục phát huy hiệu quả phối hợp giữa nhà trường với cha mẹ học sinh trong việc phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tình trạng bạo lực học đường, hạn chế thấp nhất các vụ việc đáng tiếc xảy ra. Những năm qua, cùng với chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học, các trường học có học sinh bán trú trên địa bàn huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh còn đặc biệt quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn thực phẩm. Mục tiêu giúp cho học sinh có sức khỏe tốt để học tập, tạo niềm tin, sự yên tâm cho các bậc phụ huynh. Huyện Lương Tài có gần 9.000 học sinh ở hai bậc học mầm non và tiểu học, được duy trì công tác bán trú mỗi năm. Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm tại các trường này, bên cạnh việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đảm bảo cho công tác tổ chức ăn bán trú, thì công tác kiểm soát thực phẩm ngay từ đầu vào cũng như tăng cường thanh kiểm tra, giám sát hoạt động của các đơn vị cung cấp thực phẩm cũng là những vấn đề được địa phương đặc biệt quan tâm. Để trẻ em được phát triển một cách toàn diện, cần có sự phối hợp, giám sát chặt chẽ hơn nữa giữa ngành y tế và ngành giáo dục trong việc kiểm soát vệ sinh an toàn thực phẩm. Các trường học cần tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời ngăn chặn, xử lý khi có tình huống xảy ra. Cùng với sự phát triển của xã hội, sự tiện lợi của sử dụng thức ăn đường phố đã trở thành thói quen của nhiều người.
Tuy nhiên, đằng sau những tiện lợi ấy là việc đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như việc quản lý cấp phép loại hình này tại tỉnh Hải Dương đang gặp rất nhiều khó khăn. Theo thống kê của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, toàn tỉnh hiện có khoảng trên 10.000 cơ sở kinh doanh chế biến thực phẩm và dịch vụ thức ăn đường phố, và chỉ có khoảng 35% được cơ quan quản lý cấp phép. Ngoài ra còn số lượng lên tới hàng vạn các hộ gia đình bán hàng rong, thực phẩm, hoạt động trôi nổi. Trong số cơ sở dịch vụ thức ăn đường phố có danh sách các địa phương quản lý, chỉ có 18,5% cơ sở đạt đủ theo yêu cầu quy định về an toàn vệ sinh thực phẩm. Tỷ lệ người chế biến kinh doanh thực phẩm được khám sức khỏe định kỳ và kiến thức về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm còn hạn chế. Do hoạt động mang tính tạm thời nên việc quản lý và cấp phép cho các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố còn nhiều khó khăn. Chỉ bằng cảm quan thông thường cũng dễ nhận thấy nhiều cơ sở dịch vụ thức ăn đường phố không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, cũng như sự nhếch nhác trong việc sơ chế, cung cấp thực phẩm cho thực khách. Để đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng, thiết nghĩ cần có sự vào cuộc mạnh mẽ hơn từ các cơ quan quản lý, sự ủng hộ và phối hợp từ chính quyền địa phương với ngành chức năng trong công tác quản lý chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, thức ăn đường phố. Mặt khác, mỗi người sử dụng cũng là những người tiêu dùng thông thái, lựa chọn cho mình những nhà hàng, cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống sạch sẽ, được cơ quan quản lý nhà nước cấp phép để tránh ngộ độc thực phẩm cũng như bệnh mãn tính liên quan đến sử dụng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, không rõ nguồn gốc xuất xứ. Những ngày này trên địa bàn huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình lại tái diễn tình trạng đốt rơm rạ khiến cho môi trường bị ô nhiễm, người dân phải sống trong mịt mù khói bụi. Những hình ảnh này dễ dàng bắt gặp tại nhiều cánh đồng của huyện Vũ Thư. Mặc dù Ủy ban nhân dân tỉnh đã có công văn yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn triển khai các biện pháp để thực hiện nghiêm túc các việc không đốt rơm rạ ở đồng ruộng, không phơi thóc rơm rạ, tút lúa, đốt rơm rạ trên đường giao thông, xử lý kịp thời và kiên quyết các vụ việc vi phạm theo quy định của pháp luật và sẽ kiểm điểm trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã nếu để xảy ra vi phạm. Tuy nhiên, sau mỗi vụ thu hoạch lúa, nông dân thường xử lý rơm rạ bằng cách đốt ngay tại ruộng. Việc làm này không chỉ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tới sức khỏe của nhân dân mà còn làm hạn chế tầm nhìn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người tham gia giao thông. Thời gian qua, tại một số địa phương, tình hình khai thác cát sỏi trái phép vẫn diễn ra phức tạp, làm ảnh hưởng xấu đến đê điều, gây sạt lở bờ sông, bãi sông và đất nông nghiệp, khu ven sông, mất an ninh trật tự tại địa phương. Để khắc phục tình trạng này, Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương vừa có văn bản yêu cầu các sở ngành, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương thực hiện nghiêm túc đề án phòng chống khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh Hải Dương, nhất là nhiệm vụ giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác kinh doanh tài nguyên cát sỏi. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu chính quyền các địa phương và các ngành chức năng liên quan xác định việc ngăn chặn tình trạng khai thác cát, sỏi trái phép là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên và trọng tâm. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, nhất là Chủ tịch Ủy ban nhân dân các địa phương và Thủ trưởng các cơ quan. Công an tỉnh chủ trì phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan và chính quyền địa phương chủ động nắm bắt tình hình, tổ chức đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, lập bến bãi, tập kết cát, sỏi, tập trung vào những địa bàn giáp danh phức tạp, các điểm có hoạt động khai thác trái pháp luật, các dự án, công trình câu dựng sử dụng số lượng lớn cát san lấp. Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực khoáng sản, chủ trì phối hợp với các sở ngành liên quan thực hiện tốt việc tham mưu, thẩm định đề xuất việc cấp phép thăm dò, khai thác cát, sỏi lòng sông, thu hồi các dự án nạo vét, khơi thông luồng tại các địa phương trọng điểm. Báo cáo đề xuất biện pháp giải pháp về Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài nguyên và Môi trường trước ngày 15 tháng 10 năm 2019. Sở Xây dựng rà soát quy hoạch và xử lý theo quy định của pháp luật về quy hoạch và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, đảm bảo cân đối cung cầu. Sở Giao thông Vận tải lập kế hoạch tổng điều tra, kiểm tra các phương tiện thủy, yêu cầu bắt buộc tháo dỡ các máy móc, thiết bị dùng để khai thác cát, sỏi trái phép và tịch thu thiết bị, đình chỉ hoạt động đối với các phương tiện vi phạm theo quy định của pháp luật. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã đi kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về tổ chức khai thác bến phà, bến khách ngang sông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. Đoàn kiểm tra đã kiểm tra 21 bến khách ngang sông. Qua kiểm tra 18 trên 21 bến khách ngang sông và bến phà, các bến cơ bản đảm bảo các điều kiện về an toàn trong vận chuyển khai thác bến, phương tiện,
trang thiết bị neo đậu phao cứu sinh, đường dẫn, nhà chờ, báo hiệu, niêm yết giá, đội quy bến theo quy định. Tuy nhiên, đoàn kiểm tra đã phát hiện một số thiếu sót của các bến khách ngang sông như bến Mai Động, bến Nho Lâm, xã Ngọc Lâm, thị xã Mỹ Hào và bến Đò Từ, xã Minh Tân, huyện Phù Cử chưa xây dựng quy trình vận hành khai thác, còn thiếu và hết hạn nhiều hạng mục, chưa đảm bảo điều kiện an toàn giao thông. Bến khách ngang sông còn thiếu và hết hạn nhiều hạng mục, có 3 trên 19 bến chưa đủ điều kiện theo quy định. Tổ kiểm tra tiến hành lập biên bản đề nghị chủ bến sớm hoàn thiện thủ tục. Bên cạnh tăng cường công tác quản lý tuyên truyền, quan trọng hơn hết là cả chủ phương tiện cũng như người dân tham gia giao thông tại các bến đò luôn tự nâng cao ý thức sử dụng các biện pháp đảm bảo an toàn, góp phần hạn chế tai nạn đáng tiếc xảy ra. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình Thời sự Đồng bằng Sông Hồng của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.